Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, uống rượu say đừng có về nhà. Con mẹ không nói ông ngoại đi. Ông ngoại của con, đó là ba của mẹ. Còn đây là ba của con. Ai đánh con gái bà? Suti, mẹ nghe nói con mới cắt tóc ở tiệm salon nhìn cute lắm phải không? Cho mọi người coi đi. Cute không? Cường ơi, nhớ vô like cho Suti nha. Trời ơi, dễ thương quá. Ông mẹ tắt camera rồi. Mẹ tắt camera chưa? Rồi tắt rồi. Không, 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 không